Mọi người đều mong muốn sống lâu, nhưng mọi người đều phải chết. Người giàu có nhiều tài sản, người có quyền lực tuyệt đối, người nổi tiếng cũng vậy, đều phải kết thúc cuộc đời bằng cái chết. Chúng ta có thể sống đời đời mà không phải chết không? Giăng chương 6 câu 54: Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Phải giữ lễ vượt qua giao ước mới thì mới có thể nhận lấy sự sống đời đời.